Everybody, welcome to Hell Vượt. Xin chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hell Vượt đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một video game Hello ra. Ok, hôm nay mùng 9 rồi, chắc anh em nghỉ thêm bữa nay nữa là ngày mai đi làm hết rồi hả? Nên là thôi, về đây chơi Hello ra cùng Hell nào hả? 200 triệu kim cương. Level 200 mấy. Ok, rồi gì nữa đây? Rồi. Ôi, còn hướng dẫn đâu? Hết rồi. Hết hướng dẫn rồi. Nào, lượn vô trong vàng tướng coi coi nha. Ok, tướng tá là quá trời luôn. Đó, thiên đạo lưu. Rồi nữ ngoại nghệ. Rồi Tôn Như. Tôn Như, ủa, đội hình con tướng đâu? Ủa, vô đây không có hình con tướng ta. Đầu vọng đó. Ok, rất nhiều tướng luôn, đó. Ok, Inuyasha đầu luôn nè. Rồi, đó, ôi. Cái gì? Phong tình ngôn tan Lữ Bố. Wow, bản này có Lữ Bố luôn anh em ơi. Ui, thơm. Ôi, mấy bạn kia không có. À, có Ben nữa à. Wow, ôi, có Naruto Cụ Vĩ nữa à. Tiểu Bạch Long, rồi Đệ Tơ Đệ Nhất gì nè. Hằng nghe. Ok, Tu La Đường Tam. Rồi. Ngộ Không vậy hả? Lucy, Elizabeth. Ok, Đắc Kỷ. Ôi, Đắc Kỷ này đẹp đấy chứ. Tiểu Lam, Nát Tư, Hỏa Linh Nhi. Ok, bản này là chắc là bản cập nhật mới nhất rồi hay gì nè. Rất nhiều tướng luôn các bạn ơi. Để coi tướng nằm đầu. Rương Hệ Ám đồ nè. Ok, bán bằng kim cương nha. Rồi vô shop tạp hóa. Cái này vậy? Thiên Kết Tinh. Rồi cái này là rương vàng hả? Nghĩa là cái này là rương ai xếp. Ok luôn. Rồi. Đến với thông tin server để nhập code đồ này nọ cái nha anh em ơi. Ok. Hiện tại, ủa cái khung đó đâu? Dùng nhưng mà trong này không có cái rương đó, lấy cái gì, cái khung đó lấy cái gì mà dùng? Đậu xanh đó. Không có cái khung đó, thôi bỏ qua đi. Nó đến với thông tin server cái nha. Thánh chiến Elora khai mở máy chủ mới S1 16 giờ ngày 18 tháng 2 2024, cập nhật full tướng mới, nhóm Zalo nè ha, fanpage tải game tải link nè ha, đó, nạp thẻ rồi tỷ lệ nạp siêu hot 100.000 bằng 15 triệu xu web, nhận ngay 5 triệu xu khi tạo tài khoản. Ngon. Full bộ code tân hữu nè ha. Rồi link code. Rồi đua top lực chiến 7 ngày. Top 1 100 triệu xu web. Ok, đua top nạp. Top 1 2 set trang bị VIP 999, 2 set chiến kỷ VIP 999, 2 set thần trang VIP 999 sao? Event like share comment nhận thêm 5 triệu xu nữa. Wow, vậy là game free 10 triệu xu lận nha anh em ơi. Event tương tác nhận quà khủng. Mọi người like comment bài viết được 500 tương tác là nhận được một set trang bị 30 cộng 2 triệu xu web cho tất cả game. Cao nhất là 2.000 tương tác được một set 60 và 10 triệu xu cho tất cả game. Ok, 3 ngày kể từ khi open hả?
Zalo hotline các kiểu con đà điểu. Ok ok, ngon ngon. Đây. Đó, su web nè ha, tạo tài khoản là được 5 triệu. À, ở đây có luôn. Rồi, hư nằm đây. Rồi S1. Ok, nhập hết vô ha, trang bị nè. Rồi heo rô nè ha. Rồi heo bích nè ha. Rồi heo chuồng nè ha. Rồi heo cơ nè ha. Đó, rồi ba đôi hông nè ha. Tứ quý nè ha. Rồi tứ đôi hông nè ha. Gặp hết ha. Rồi vô nhận quà nè ha. Một phát một ăn hết cho nhanh nè ha. Đó. Ok, 200, 500, 600, 700. Trời ơi, rương quang, hệ gì tà lan học me hết mấy ông ơi. Rất nhiều luôn, ok, đá rồi rương vàng, rương ngọc gì tà lan hết. Nào. Rương vàng được 5.000, rương bạc, ủa không phải, đây, rương vàng nè hả. Ủa, mà sao rương bạc, à 4 tỷ 2 là một cục, ok ok, rồi rồi. Rồi đá tình kết, rồi tự tuyển giác ngộ, rương hệ thủy rồi nè hả. Rồi rương trang bị 45 nữa nè. Đó, nào. Đây, mà có 12 rương mà thôi, mình nhận một bộ thôi. Mỗi thứ một bộ lấy hên thôi được rồi. Đầu năm mà các bạn. Đó, lụm nè hả. Rồi, chỉ có 6 bộ, 6 món thôi à. Trời ơi, biết nãy lấy 2 món được rồi. Thôi kệ nữa đi. Ok. Rồi, để coi tổng là mình được bao nhiêu triệu kim cương nè. Đây. Vậy là bao nhiêu ta? Đây là 6 số, 5 số. Ủa? Không, không, không. Cái này là 750 triệu á. Nãy ta thấy rồi. Nãy ta thấy nó ghi ghi gì đó. Đây là chắc là 750 triệu rồi. Ok. Nào, bây giờ đi. Mà khoai, từ từ, chưa. Tính vô up rồi, nhưng mà từ từ. Đây, để coi vô shop. Đá tặng, đá kết gì Đà Lai học me nè. Đá thiên phú nè. Rương vàng đồ nè. Ok. Hồn 10 sao nữa nè các bạn ơi. Rồi rồi. Shop chỉ có bao nhiêu đây thôi. Rồi nạp tiền vào server để coi 1 triệu xu web bằng 1 tỷ kim cương hả? Oh my god. Ok. Rồi làm cái nữa coi nè. Oh my god, 2 tỷ 171 VIP. Trời ơi, full VIP luôn. Kim cương thì múc chỉ mùa lợi thủy. Rồi rồi, ngon ăn rồi bồ ơi. Đâu rồi, hệ này là trang sức. Cái này là hệ hần nè. Đó, hệ hần. Không biết trong này có con lữ bố hồi nãy không. Ta đang tò mò về con lữ bố thôi. Đây đây đây, lữ bố. Một phát một lụm hết lữ bố luôn. Đó. Rồi, hệ ám có con gì mới ta. Hệ ám có con gì mới? Ám hiền sử hả? Mê Marido gì đó là thần của. Ôi bên này không có con gì mới luôn mấy ông ơi. Trời ơi, bên này không có con gì mới luôn anh em ơi. Ok. Còn bên này không có con gì mới hết. Bên này thì chắc lấy được con ngộ không thôi quá. Thôi lấy con ngộ không cho lẹ các bạn ơi. Rồi vô mình sẽ nâng con ngộ không trước. Đố anh em biết sao. Bản này cũng là một bản nạp gì? Một bản nâng bằng food nha các bạn ơi. Ok, ôi cứ vậy là nâng lên được 10 sao thôi chứ. Rồi nó hết rồi, ok. Nè,
nào. Ôi, một nồi luôn. Ok ok, rồi rồi. Ôi, Lữ Bố nhìn đã chưa? Ồ, ở đây không có hình Lữ Bố. Đậu phộng đó. Wow, Lữ Bố có bốn tay gì luôn kìa. Ghê hồn thiệt. Đó, vô mình test Lữ Bố rồi đó. Lữ Bố, Lữ Bố. Ê, mà cái này nó có bán skin không ta? Đúng không? Nó có bán skin đồ, là kiếm con nào đó cái mình đổi skin vô là nâng cho đẹp luôn. Ok. Ủa mấy cái đá này trên shop có bán không ta? Hình như là không. Vậy là bà mua bằng su web rồi. Rồi rồi rồi, 14 sao. Khoan, để tiện nâng nó lên đi test nó luôn anh em ơi. Đúng không? Trời ơi, có thì test mà quẩy thôi chứ nói gì nữa. Game free tới 10 triệu su web nha. À, anh em nào có chơi thì tải về và quẩy nha anh em ơi. Link dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha anh em ơi. Tải về vô và like, share, comment gì đó và quẩy từng bánh lên luôn. Quẩy hết mình đi anh em ơi. Ok, hết nghỉ lễ rồi, đi vô quẩy game là vừa. À, chắc ạ, tôi là mới của top 1 luôn quá. Nào, để coi... không đeo trang bị nha. Wow, đẹp 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 các bạn ơi. Ôi ôi, ngon nha, ngon nha. Ôi ôi, được được được. À, ô, nhưng mà lẻ quá vậy. Ôi, biết hồi nãy nâng level cho nó ít thôi. À, nâng nhiều quá, nó mạnh quá. À, rồi rồi rồi, kỳ này không mất máu nè. À, à. Kỳ này nó không mất máu bao nhiêu hết anh em ơi. Ơ hay, ủa vậy mà nó vẫn chết à. Đậu xanh nó mạnh quá. Rồi kỹ năng hiếm, điểm tướng. Rồi vậy là đây không bán skin rồi. Nó có bán skin nữa là mới ngon. Ok, bán kết tinh đồ ở trên này cũng có nữa nè. Rồi rồi rồi, thánh chiến đồ nè ha. Ok, thần ma phụ thể gì tà lan học me nè các bạn. Ok men luôn. Nhưng mà ở đây không có bán skin ta, cái chỗ bán skin nằm đâu trên này mà. Ờ hay. Rồi rồi, đủ luôn. Rồi, cái này anh em nhắn tin hỏi admin thử coi cái skin nó nằm ở đâu các bạn. Ở đây có tích nạp nữa nè. Nhưng mà heo cần cái room skin nhìn cho nó đẹp đẹp. Buồn ghê luôn vậy đó. Hôm nay có room skin không? Thuốc tăng bật, rồi kết tinh, rồi đá hiên phú tự chọn hả? Room thời gian gì nè. Room túi vật liệu tự chọn. Ok. Rồi, rồi, link heo để hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận ha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về và tìm hiểu thử nha. Đó, thiên nhận tiết đồ nè. Ok. Vậy là đa số là kiếm trần tâm đồ luôn. Đa số là nằm ở bên tướng hiếm rồi ha. Đó, ok ok. Nếu thấy coi mua thử thì thủy hỏa quan đây hệ thần. À, giá cũng như nhau rồi các bạn ơi, giá nó cũng xem tương tự nhau thôi chứ không có gì khác cả. Ok. Ôi ôi, tao mua 250 rương đậu xanh nó nhiều vậy. Trời ơi, 250 rương là nhiều lắm á. Chiến thần đới mộc bạch. Ủa sao nó lại trơ trọi đây nè. Ok, Naruto không, Naruto thì chơi chán rồi. Thiên đạo lưu đâu nè. Đó, Lữ Bố đâu. Ok. Đấy, đấy, anh em tự mình vô trải nghiệm á. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tôi đang tìm con Inuyasha mà nó nằm đâu rồi ta. À, đây, kế bên. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.